Ấy, chuyển đi, chuyển đi, sụt đi. Vào, hay quá. Ở kia. Ôi, Oppa. Oppa. Ôi, nhớ bác của chị đã trai chưa? Cũng còn đang xem bóng đá. Ok, đừng chuyển kênh rồi. Rồi, chị ơi, chuyển đi, nhanh. Để chị. Đừng. Chị xin em hãy đừng chuyển kênh bởi vì hôm nay là tập mới của thần tượng của chị nên là để chị cày rating cho anh ý. Ui, trời. Nhưng mà hôm nay là đội bóng của em yêu thích. Không, chồng tương lai của chị kìa, em nhìn thấy chưa? Tương lai thì ok, không. Em được rồi nhỉ. Lòng hưng bao la như biển Thái Bình sạt rào. Ui, chị biết em là một người em trai luôn luôn rộng lượng bao dung với chị nên thành ra là em hãy để chị xem. Chị bảo này, hôm nay tập này chỉ có 45 phút thôi, bây giờ chị em mình chốt kèo là em cho chị xem, coi như là em bỏ hiệp 1 đi, hiệp 2 em xem, hiệp 2 chị nhường cho em, thề luôn. Có thế mà bà cũng nghĩ ra được. Ui, trời ơi. Thôi, này, bạn thương thì thương cho chót đi, đi vào lấy cho chị ít bim bim mới lại bỏng nước đây, đi. Được coi rồi đòi tiền, nhớ xem 45 phút đấy. Rồi, này, ôm cho bắt gì nhá. Ui, anh ơi, để dạy. Nhớ là cho 2 trứng mới lại làm ít bào khô nhá. Được rồi. Yêu anh đấy. Như đã hẹn với quý vị khán giả từ số hôm qua thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về khoan dung, là bởi vì ngày mai ngày 16 tháng 11 là ngày quốc tế khoan dung ạ. Và quý vị thân mến, khoan dung chính là cách mà chúng ta ứng xử với những người xung quanh mình và cũng là cách chúng ta đối xử với chính bản thân. Khi mà chúng ta mà cứ đổ lỗi cho người khác hay là cho bản thân mình với những cái điều không may mắn hay là không hay đến với mình ấy, thì chúng ta sẽ luôn luôn bị mắc vào một cái vòng xoáy không bao giờ có hồi kết về sự khó chịu và sự tức giận. Đó không phải là cách để chúng ta thoát khỏi cô đơn nữa. Các chị có thấy không? Hầu như là các sếp là thường hay cô đơn nhất. Bởi vì sao các chị biết không ạ? Bởi vì các sếp là luôn luôn muốn là những người xung quanh mình ấy, những người mà nhân viên rồi cán bộ cấp dưới của mình ấy, là làm cái gì cũng phải theo ý mình. Nói câu chuyện sếp đúng không? Mọi người luôn luôn nói cái câu là điều 1 sếp luôn đúng, điều 2 nếu sếp sai xem lại điều 1 ấy, kiểu ấy. Cái sự áp đặt, cái sự áp đặt của cái người sếp ấy luôn nghĩ rằng là như thế này mới là đúng. Nhưng mà với nhân viên ấy thì họ lại không cho là như vậy. A là phải A, B là phải B. Xong tự nhiên rằng là cái thói quen đấy nó mang về cả gia đình nữa. Đấy, tức là muốn vợ mình phải như thế này, con mình phải như này, đôi khi là cứ bắt người khác phải theo cái ý mình ấy. Nhiều khi có những người mà phải nói là hơi kỹ tính, cứ phải đòi hỏi người khác là phải theo ý mình. Đó, kể không chỉ công việc đâu, nhiều khi trong gia đình cũng thế đấy nha. Từ những cái mâu thuẫn nhỏ, thế là nó sẽ nảy sinh rằng là xung đột. Độ lượng, khoan dung, bỏ qua rất là quan trọng trong tất cả các mối quan hệ đúng không ạ? Kể cả những mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè. Và em nghĩ rằng là cái điều đó sẽ giảm thiểu cái sự cô đơn trong cuộc sống, sự áp lực trong công việc, cũng như là sự áp lực đối với những cái mối quan hệ xã hội. Ta hãy cố gắng dung hòa và tha thứ, nếu có thể tha thứ được, còn nếu không chúng ta có thể ngồi lại để chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn. Tôi thấy rằng là người ta hay khuyên đàn ông ấy là đối với vợ là phải bao dung độ lượng, mà tại sao không bao giờ người ta khuyên phụ nữ với đàn ông là phải bao dung độ lượng ạ? Cần gì phải khuyên nữa khi mà chúng tôi đã đương nhiên luôn luôn bao dung và độ lượng. Đúng, không đúng. Này, không đúng nhỉ? Một ví dụ đơn cử thôi, đó rồi. Là chị em phụ nữ không bao giờ quên bất cứ một cái lỗi lầm gì của người yêu hay là của chồng, mà có thể tính từ ngày đầu tiên, từ phút giây đầu tiên hai người gặp nhau. Họ không quên, nhưng họ vẫn để đấy và vẫn ở cạnh các anh. Để đấy để thỉnh thoảng lôi ra nhắc. Mỗi khi mà chúng tôi mắc một cái lỗi nào đó không liên quan đến cái lỗi đấy luôn. Vấn đề là đừng có mắc lỗi. À ừ đấy, mình phải khoan dung với bản thân mình. Mình có mắc lỗi thì mình cũng không nên tự trách bản thân mình. Trong cuộc sống ấy, cái độ lượng và khoan dung là cái thứ rất là quan trọng. Nhiều khi thì mình phải chấp nhận cái sự khác biệt của nhau. Không phải là cứ tất cả mọi người đều suy nghĩ như thế này thì là mình phải áp đặt một cái người khác họ phải suy nghĩ như vậy cả. Trong cái công việc làm của người quản lý thì mỗi người thì sẽ có một cái phong cách lãnh đạo khác nhau. Tuy nhiên để mà hài hòa và giảm bớt được những cái căng thẳng, giảm bớt được những cái áp lực và đôi khi biến mình trở thành một cái vị thế cô đơn trong mối quan hệ với những đồng nghiệp ấy, thì thôi phiên phiến thôi, 9 bỏ làm 10. Khi mà mình bao dung và tha thứ cho những người xung quanh, đồng nghĩa với việc là mình cũng bao dung và tha thứ cho chính mình, đúng không ạ? Và khi mà cân bằng được cái điều đó thì cuộc sống nó rõ ràng nó sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ công việc cũng sẽ chạy hơn. Và khi mà có một cái sự đối thoại với nhau về cái điều đó thì rõ ràng là mang lại cho nhau những cái điều tích cực. Cái việc mà bạn tôn trọng cái sự khác biệt của người đối diện ấy trong công việc hay trong cuộc sống,
cũng là cái điều rất là cần thiết. Và nó chính là cái điều mà chúng ta sẽ cảm thấy nhìn mọi thứ nó dễ dàng hơn. Và nó sẽ không đẩy sự việc nó làm cho căng thẳng. Bởi vì khi mà mình cảm thấy mình căng thẳng thì cái người mà nhận cái sự căng thẳng đấy, người ta còn căng thẳng gấp đôi. Đúng rồi. Mình chấp nhận cái sự khác biệt của người khác không phải là mình kém họ, mình thua họ. Không phải là 50-50, mà đôi khi là mình chấp nhận để nó tạo ra một cái sự hài hòa. Đấy, 1+1 chứ chắc đã bằng 2 mà phải bằng 3. Cuộc sống là để yêu thương, người ta bảo hãy yêu nhau đi mà. Đấy, cho nên là thôi mình đừng có gây áp lực, gây cái lo lắng, gây những cái phiền muộn cho nhau làm gì cả. Cuộc sống đã quá nhiều những cái thứ mà chúng ta cần phải giải tỏa. Độ lượng, bao dung, mang lại niềm vui với nhau và nghĩ mọi thứ nó tích cực, nghĩ mọi thứ nó đơn giản đi. Và mỗi một ngày trôi qua ấy, và mỗi một ngày đến cơ quan làm việc và nhìn với nhau, mọi thứ nó trở nên nó dễ chịu hơn rất là nhiều so với việc là mình phải hơn thua với một ai đó. Tôi thấy rằng là lòng khoan dung nó là một cái chìa khóa diệu kỳ để chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống, cho dù là chúng ta có đang độc thân hay là chúng ta đang ở trong một mối quan hệ. Cái này nó liên quan đến câu chuyện chúng ta nhìn nhận vấn đề thế nào. Nếu chúng ta luôn luôn nhìn nhận vấn đề ở cái khía cạnh của mặt tích cực, của tình yêu thương, của sự rộng mở trái tim, thì không những chúng ta lại có thêm những cái sự kết nối với những người xung quanh mình, mà chúng ta còn rộng lượng với chính bản thân chúng ta nữa. Chủ đề ngày hôm nay cũng đã khép lại cả một tuần chúng ta cùng nhau đi với những nỗi cô đơn, cũng như việc chúng ta có thể kết nối hơn với những người xung quanh. Và Vũ Trang cũng như Đức Bảo rất mong là tuần sau chúng ta lại tiếp tục cùng trò chuyện với nhau trong điều nhỏ bé kỳ diệu với nhiều chủ đề thú vị hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.